Xin chào cô chú anh chị mình nha Thì hôm nay 19 tháng 9 em có lên hai con bò cái tơ chữa Mẫu đẹp chững bơm uh, bay ha Bò này thì bò hàng tiễn anh chị Nên là con nào cũng đẹp nha Thì để em quay cái con đầu tiên cho chị coi nè Cái con đầu tiên này thì sáng mặt sẽ lưng nói thì nghiêm chỉnh nè Cặp mình đồ với là mông đùi đồ rất là mầm ha à, Bò này thì vú đủ bốn vú nè Rúng thì đúng chèn Giò cẳng thì chân móng trước sau thì đầy đủ hoàn thiện nè Đó móng sò nha chị cái con bò đầu tiên này á, thì à, anh chị thấy không cái màu da cái con bò này á, thì lông da rất là đậm ha rất là quyền bò nó không có đốm lan giá hai tật lỗi khuyết gì chỗ nào nha anh chị đó yếm thì lòng hồng anh chị đó anh chị thấy không bò này á, thì cặp sừng cái vàng mặt mày nó nhìn cũng đẹp luôn anh chị mỏ thì mỏ đen ha thì do con bò này á, thì em có dịch răng cũng như em kiểm tra quan sát á thì bò này á, thì răng cổ thì nó chưa có thay răng ha chưa rất răng đó tơ nguyên viên luôn. Còn lông đuôi á, thì nó thuộc về lông đuôi chùm, rất là dài như vậy, lông đuôi dài ha Đó. Cờ, còn về chiều cao á, thì à, cái con đầu tiên này á, thì em đo ngay xá lưng thì nó cao là 1m22 bò hen. Bò này á, thì nó có sà ngang như vậy, tức là nó có thùng rộng ha và mông đùa rất là mầm luôn, lông da cực kỳ đẹp hen. ở cao khoảng thước 22 bò. Thì bò này á, thì nó chuẩn Bombay ha đòn dốc đồ rất là đẹp như vậy thì con bò này á thì em có hỏi thăm á thì cái anh chủ nhà trước cảnh nuôi á thì anh phối lại là ba bơi nha đó phối chữa là ba bơi thì anh nói anh chữa là được 5 tháng rưỡi anh chị thì giờ em cũng có khám lại rồi á thì đúng như lời anh nói ha chữa được 5 tháng rưỡi anh chị ở chưa bẻ răng ha đó thì bò này á thì bò hàng tiễn đây là nhìn tướng tá bò thì nó rất là đẹp thì những cái con bò này á, thì anh chị mình nuôi á, thì nuôi lâu dài để con á, thì chất lượng anh chị để em sang con số 2 em quay luôn ha con số 2 này á, thì xá mặt xá lưng thì cũng nghiêm chỉnh nè bò này nó như cái con đầu tiên anh chị nó rất là mầm bò ha đó anh chị thấy không đít thì một đích luôn đó còn à, rúng á, thì con bò này rúng chèn luôn nha anh chị rúng chèn ha giò cẳng chân nè vậy thấy không đó hoàn thiện nè đó bò này á, thì à, nó dài đòn và hai con bò này á, thì con nào nó cũng có cái vàng gu bật rất là to nha anh chị rất là nở bò ha rất là mầm bò luôn bò này á, thì em đo ngay điểm sái lưng á, thì nó cao là một mét hai bò nha anh chị đó cao một thước 25 bò mẫu thì mẫu đẹp dày đòn ha bò này á, thì nó có một cái bóp vàng ngay cái vàng cái vàng chân trước chân trái nha vậy chị có một cái bóp vàng nhỏ nha đó thì còn về màu da thì con bò này anh chị cũng thấy rồi ha nó rất là đậm nha chị rất là đậm luôn đó nhìn mầm bò lắm nha anh chị rất là đặc thịt luôn anh chị đó thì bò này á, thì nó cũng chữa to ha thì chữa lại ba bơi được 4 tháng rưỡi nha anh chị đó chữa lại là được 4 tháng rưỡi ba bơi ha bò phói gieo tinh hết hai con nha chị đó con số 2 này nhắc lại là cao ông thước 25 bò còn con đầu tiên là cao một thước 22 bò ha thì hai con này á, thì đều có sờ ngang mẫu thì chuẩn Bombay bay ha đó chuẩn Bombay bò đẹp hàng tiễn anh chị thì hai con bò này thì em sẽ báo giá cho anh chị mình ha 40 triệu anh chị 40 triệu là mình anh chị mình mua được hai con bò cái tơ chữa nha mẫu đẹp anh chị cái con số 2 này thì nó mới bẻ một đôi răng anh chị nó rớt một đôi răng rồi nha đang con bầu là lúc đầu tiên luôn á đó, đó anh chị thấy không cái đít hai con bò này như cái tạ đít nó rất là đặc thịt nha anh chị rất là mầm bò luôn mẫu thì là mẫu đẹp nha anh chị đó mẫu đẹp ha thì hai con này em nhắc lại là 40 triệu anh chị 40 triệu nha đó thì cô chú anh chị em mình gần xa và mình à, thích tiễn những cái con bò cái đẹp này á, thì anh chị mình liên hệ sớm với em ha là mình mua được hai con bò cái à, tơ chữa này nha anh chị